Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Chè Việt Nam, công ty cổ phần và các đơn vị tổ chức có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam bị can Nguyễn Thiện Toàn, nguyên Tổng Giám đốc, phụ trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Chè Việt Nam. Quá trình mở rộng điều tra ngày 5 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Đặng Ngọc Cầm và Nguyễn Quốc Khánh, đều là thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Chè Việt Nam, có hành vi ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Chè, thống nhất góp vốn và thoái vốn là quyền sử dụng khu đất 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, không thông qua đấu giá công khai theo quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Hiện vụ án đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để kê biên, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.